Vâng, xin nồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị đến với kênh YouTube của Luận Gia Pen. Đầu tiên, Trường Luận xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì Luận sẽ giải đáp thắc mắc cho một số các anh chị ở bên Hoa Kỳ và bên Việt Nam đang mua những cái sản phẩm M18i6 này. Wow. Tại sao nó có các cái tính năng mà cân bằng đường và có thể làm giảm cân diet tổ được? Thì ở trên tay Luận đây ấy, thì đang là một cái tập tài liệu của bên nhà máy sản xuất ở bên Nhật. Thì Luận sẽ đi vào cụ thể trong những cái tài liệu này và Luận sẽ phân tích cho tất cả quý vị được biết nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh, cái image của họ như thế này. Tức là một cái cơ thể mà nó rất là béo, rất là mập đấy ạ. Sau khi mà dùng cái sản phẩm này thì nó thon gọn lại. Tuy nhiên thì thực hư như thế nào chúng ta cần phải vào bên trong chúng ta xem nhé. Thì ở bên trong này ấy, ở đây là cái thành phần của cái sản phẩm, cái trà M18i6 này. Thì tí nữa Luận sẽ quay trở ra, Luận sẽ xem cái thành phần nó như thế nào. Nhưng mà ở bên trong này chúng ta sẽ thấy là cái trà M18i6 này ấy, nó được lấy từ những cái lá dâu tằm. Ở đây chúng ta thấy có những cái ruộng lá dâu tằm ấy, ruộng lá dâu tằm ạ. Thì nó sẽ có tác dụng là, đầu tiên nó có tác dụng thứ nhất là nó hấp thụ cái đường, cái lượng đường ở trong cơ thể của mình, đường dư ấy. Nó sẽ giúp cân bằng đường, ở chỗ này rất ghi rất rõ ha. Nhờ những cái chiết xuất từ cái lá dâu tằm này, nhất đâu là đối với những người mà muốn giảm cân nhiều ấy, thì chúng ta có thể là uống trước khi chúng ta ăn cơm, thì chúng ta có thể uống vào bữa sáng và bữa tối trước khi ăn cơm khoảng 30 phút. Đấy là những người mà muốn là chặn cái lượng đường từ thức ăn vào. Thì khi mà chúng ta uống trước khi ăn ấy, pha với 250 ml, một cái tép như thế này ạ, một cái tép như này pha với 250 ml, thì nó sẽ giúp cho chúng ta một cái lượng nước rất là lớn khi chúng ta uống vào. Đầu tiên là chúng ta uống vào, chúng ta sẽ mất cái cảm giác đói, tức là mất cái cảm giác thèm ăn. Sau đấy ấy, thì nhờ cái chiết xuất từ cái lá dâu tằm ấy, nó sẽ làm cho cái lượng đường ở trong thức ăn ấy, khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ được hấp thụ. Và khi mà đường mà nó không có đi vào cái ruột non, không đi vào sâu ở bên trong máu, thì khi mà cái lượng đường mà đi vào trong ruột ấy, nó được chặn lại, tức là nó không có hấp thụ vào quá nhiều, quá dư thừa, thì các cái tế bào mỡ máu, những tế bào mỡ trong mô nó sẽ không được hình thành. Thế thì nó sẽ giảm cho chúng ta cái lượng mỡ, giảm béo cho chúng ta. Và cái thành phần mà AOGL ấy là một cái thành phần mà nó sẽ có những cái amino acid và các cái vitamin. Thì nó sẽ cung cấp amino acid và vitamin cần thiết cho cơ thể. Còn nó còn có khả năng là cân bằng các cái đường ruột, cân bằng các cái khuẩn đường ruột ấy. Chính là nó có 0,6 cái gram men yasto. Đấy, thì nó sẽ giúp cân bằng cái đường ruột ha. Nó có những cái khuẩn để nó lợi khuẩn, nó tăng tăng cường cái hệ miễn dịch, nó làm cân bằng cái đường ruột của chúng ta, làm lợi khuẩn đó. Ngoài ra thì nó có những cái chất xơ giúp cho chúng ta có thể đào thải được những cái chất cặn bã, những chất độc ở trong ruột ra một cách dễ dàng. Thì đấy chính là năm cái tác dụng của cái trà M18i6 này. Tức là tác dụng đầu tiên là cân bằng đường. Cân bằng đường thì nó sẽ kéo theo là giảm mỡ máu. Tác dụng thứ hai nữa là nó có nhiều các cái amino acid, vitamin. Tác dụng thứ ba là nó làm cho cái đường ruột của chúng ta, các khuẩn đường ruột nó cân bằng trở lại. Tác dụng thứ tư là nó nâng cao cái hệ miễn dịch. Nâng cao hệ miễn dịch giúp cho những cái khuẩn mà nó có lợi ấy, nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn ở trong đường ruột. Tác dụng thứ năm ấy là nó có những cái sợi chất xơ để giúp cho chúng ta đẩy phân rồi những cái mà nó ứ đọng ở trong ruột của chúng ta ra một cách dễ dàng. Thì đấy là chính là cái trà M18i6 như này ha. Đây, nó được chiết xuất từ lá dâu tằm và cái men yasto là chủ yếu. Đó. Thì cái M18i6 này ấy, thì ở đây thì tôi có dịch ra cái bản tiếng Việt như này.
quý vị cần thì tôi sẽ in cho ha, tôi sẽ gửi cho các quý vị. Đó thì nó có là 1,8 gram là từ men lá dâu tằm, ở trong cái này là 3 gram nhé, một lần chúng ta uống một gói. 0,6 gram là men yasto, 0,3 gram là lá non lúa mạch, lá lúa mạch non đấy ạ. Sau đấy thì nó có 0,3 cái gram là cái hạt cái dechin để nó tạo hạt. Và uống thì nó cực kỳ là đơn giản, dễ. Chúng ta chỉ cần lấy nước sôi, chúng ta pha vào một cái cốc nước sôi, một cái cốc khoảng 250 ml, hoặc là quý vị mà mang đi làm uống lúc mà đi làm cũng được. Chúng ta có thể pha vào một cái bình tong, cái Cito, hoặc là cái mà một cái chai thì chúng ta pha vào lắc và mang đi uống. Đó thì nó rất là đơn giản như vậy thôi, nó có rất là nhiều tác dụng. Nếu như mà quý vị mong muốn có được cái sản phẩm tuyệt vời này ở trên tay thì có thể liên hệ với fanpage Luận Japan, hoặc bây giờ tôi sẽ đọc các cái số điện thoại lên để cho quý vị có thể liên lạc được nhé. Quý vị có thể liên lạc ở Việt Nam thì quý vị có thể gọi cho em Tuấn ở Biên Hòa, số điện thoại là 0337201719, hoặc là em Hiền ở Thái Nguyên, số điện thoại là 0975080386. Nếu như mà quý vị ở Mỹ thì quý vị có thể gọi cho anh Thái, số điện thoại là +1 là mã quốc gia Hoa Kỳ, mã vùng là 314, số điện thoại là 452-7023. Còn nếu mà quý vị liên hệ với tôi thì qua fanpage hoặc là qua số điện thoại Zalo 080, số Nhật Bản ạ, 0803635-9036. Vâng, rất vui được đồng hành với quý vị để quý vị có được sức khỏe cùng với gia đình mình, có được một cái cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhớ đăng ký cái kênh YouTube Luận Japan và đón xem những cái chương trình chia sẻ về sức khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe chủ động của Luận cùng với các chuyên gia ở trên đó. Quý vị cũng có thể đăng ký cái kênh Anime Beauty để xem những cái chia sẻ về làm đẹp, chăm sóc da theo kiểu Nhật Bản ở trên đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những cái video lần sau. Xin chào và cảm ơn quý vị.